và chúng ta tiếp tục đi tiếp nha anh chị ha. Hai 20.000 một lạng, 20.000 một lạng. Thật ra thì trong cái phần nước mắm này á, giống như hồi nãy Huy có chia sẻ với anh Hiển, thì cánh gà chiên nước mắm người Việt Nam mình gọi sao làm y chang vậy được rồi. Cánh Sunny Doan thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh Sunny Doan. Sunny Doan đang đứng ở trên con đường Baxter và trước mặt anh chị đó là Sài Gòn Center 65 Lê Lợi. Buổi tối thì không khí lễ hội Giáng sinh sắp tới rồi. Và hôm nay Sunny cũng rất là vui mời anh chị chúng ta sẽ tham gia một cái lễ hội ẩm thực các món Đông Nam Á trên đại lộ Lê Lợi anh chị ha. Hôm nay bây giờ thì khoảng 19:30 ngày 24 tháng 11 và Sunny nhân ngày Thanksgiving, lễ tạ ơn, Sunny cũng kính chúc cô chú anh chị và các bạn luôn lúc nào cũng bình an, vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Rất là cảm ơn anh chị đã ủng hộ Sunny trong thời gian vừa qua. Đối với kênh Sunny thì có rất là nhiều cô chú anh chị đang định cư ở Mỹ và ở Canada, nhưng cái lễ tạ ơn này Sunny cũng gửi lời cảm ơn cô chú anh chị và các bạn, cầu chúc mọi gia đình luôn lúc nào cũng đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc. Và trước khi mà đi ra đại lộ Lê Lợi, Sunny cũng muốn ghi nhận lại những hình ảnh này gửi anh chị và các bạn. Rất là đẹp, rất là lung linh. Chuẩn bị Giáng sinh rồi, không khí tràn ngập lễ hội Giáng sinh. Đẹp chưa? Chia sẻ những hình ảnh gửi tới anh chị và các bạn. Rồi, chúng ta tiếp tục đi tiếp nha anh chị ha. Thì năm nào cũng vậy anh chị, họ thì cũng trang trí rất là lung linh. Đây là một cái mo cũng rất là lớn, Takashimaya, một cái mo Nhật Bản. Và hiện tại thì cũng đang cái mùa sắm giảm giá discount vân vân vào cái dịp cuối năm, có tên là Black Friday, thứ sáu đen. Vào tối ngày mai Sunny sẽ đi vào trong đây anh chị để coi cái không khí mua sắm như thế nào gửi tới anh chị và các bạn. Đây thì đa số các bạn trẻ thôi. Rồi, trước mặt anh chị đó là giao lộ giữa con đường đại lộ Lê Lợi và Baxter. Có một bác khán giả trên kênh hiện tại đang định cư ở Úc, yêu cầu Sunny quay căn nhà nơi làm việc của bác ngày xưa ở trên đại lộ Lê Lợi, nhưng mà Sunny sẽ dành ban ngày thì quay nó rõ nét hơn. Thưa bác, cháu đã lưu lại rồi, lưu lại cái địa chỉ của bác. Đây những hình ảnh. Hôm nay thì rất là đông đúc, người tới chụp hình. Rồi chụp nha. 2, 3, rồi. Rồi mình đi tiếp nha anh chị ha. Đây, trước mặt anh chị đó là lễ hội ẩm thực. Những món ẩm thực của Đông Nam Á thì Sunny cũng mời anh chị. Đây con đường đại lộ Lê Lợi. Đây ta rất nhiều và chúng ta bắt đầu qua đường nha anh chị. Hướng này anh chị cũng biết là nhà hát lớn thành phố rồi, phố đi bộ Nguyễn Huệ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tham gia lễ hội này. Cũng nhộn nhịp và đông đúc lắm anh chị. Lễ hội ẩm thực các nước Đông Nam Á, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Brunei. Cambodia, Campuchia đó. Đây cái không khí rất là đông đúc. Indo, Lào. Malaysia. Đây là những cái món nướng anh chị. Bún nước lèo. Người đồng. Tìm ăn vặt, trứng cá, gà non. Đây là những món truyền thống thôi. Nem nướng, đồ nướng nè. Đây là gọi đu đủ Thái Lan. Ốc. Cái này thì diễn ra đến ngày 27 anh chị ha. Từ 24 đến ngày 27, hội làng nghề đá Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng. Đá rất là đẹp. Này 650.000. Đá vụn 20.000 một lạng à, 20.000 một lạng. Nước mắm chữ này hết không chữ kia à. Đây là sinh tố là Huy đã nấu xong, anh thì có thể xem qua đây, cái hơi nó đang lên như thế này à, hơi như thế này. Dạ đúng rồi ạ. Thì nó sẽ lên như thế này và chúng ta dùng nóng đó, ăn kèm với xôi. Và đây là một cái cũng làm qua rồi. Sân khấu để chia sẻ về. Xin kính mời quý vị khán giả cùng hướng Bắc lên sân khấu để món xôi nếp Lào, cánh gà chiên nước mắm và cho ra là những cái món, những cái dĩa đặc sản xôi nếp lá dứa và cánh gà nước mắm này. Mời quý vị khán giả cùng thưởng thức nhé. Dạ, thật ra thì trong cái phần nước mắm này á, giống như hồi nãy Huy có chia sẻ với anh Hiển, thì cánh gà chiên nước mắm người Việt Nam mình gọi làm sao làm y chang vậy được rồi. Cánh gà chiên nước mắm thì cánh gà phải có rồi, nước mắm phải có rồi. Bên cạnh đó nước mắm mà nó mặn quá đó thì chúng ta cho đường vào. Thì với tỷ lệ rất là đơn giản thôi. Thì ví dụ như bây giờ nó phải đậm vị lên, mục đích chúng ta ăn kèm với cái gì thì chúng ta sẽ cho đậm vị lên. Ví dụ chúng ta ăn chơi nhâm nhi thì chúng ta làm cho nó bớt mặn lại xíu. Ví dụ như là 100ml nước mắm đi thì chúng ta chọn khoảng 80g đường. Tỷ lệ nó như vậy như ha. Rồi chúng ta cho xíu tiêu cho nó thơm. Còn nếu mà chúng ta ăn kèm với xôi thì chúng ta có thể là 100 cũng được. 100 đường để cho nó tăng cái vị độ đậm đà lên để ăn kèm với đồ chua và xôi. Rồi bên cạnh đó cái màu nước mắm thì nó cũng không được đẹp cho lắm thì chúng ta cho một xíu tương cà vào đây. Còn nếu ở nhà mà chúng ta ăn thay được thì chúng ta cho một xíu để lên cái màu sắc đây. Bún mắm, bún Thái, lẩu mắm, lẩu Thái, một cái tô. Đổ quá à. Combo 39.000 xúc xích Và ở đây có một số giới thiệu về sản phẩm Pirico nước ngọt. Trà atiso, trà tắc, món nướng. Và đây là con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, có tên là con đường công lý năm xưa, đi thẳng là chợ Bến Thành đó anh chị. Sunny sẽ đi dạo một vòng nữa anh chị ha, rất là đông vui để coi. Ăn thử miễn phí chay mặn, bánh ngũ cốc dinh dưỡng. Giá rẻ bất ngờ, giá rẻ như mơ. Nhắm tay chọn mua, nhắm chân dùng thử. Bánh ngũ cốc dinh dưỡng được làm từ lúa mạch và bột ngũ cốc, có vị ngọt của đường, vị béo của dừa bánh trà, mùi thơm của sữa, của ông, của bà, người già, người trẻ ăn vào đều khỏe, vừa khỏe vừa đẹp. Xin mời dùng thử miễn phí, dùng thử miễn phí anh trẻ mới. Chúng em không tính tiền thử, chỉ tính tiền mua. Ăn thử ngon rẻ thì ngon rẻ chờ thua ta về. Bánh ngũ cốc dinh dưỡng. Đây là thử anh chị. cốc vào, và cái máy này nó có những cái hỗn hợp như nước rồi những cái gia vị, nó tạo cho cái mùi béo. Rồi có nước cốt dừa, mùi béo của nước cốt dừa, nanh sừng, gỗ đá. Cà nành, vàng lá 60.000. Cái này là món Lào, lên chợ ăn thử đó anh chị, lên ăn thử lại món xôi Lào đó, quả đồng. Xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng trải nghiệm đặc sản của món nước Lào là món cánh gà chiên nước mắm ăn với xôi dứa, lẩu nước lẩu ép Thái Lan. Mua một chai coi. Cho một chai đi anh. Hello. Khui luôn anh. Khui luôn cho anh. Bao nhiêu vậy em? 40. 40. Cảm ơn. 40. Mời anh chị uống nước lụ. Nước lụ, đây không phải là lụ đạn. Này bán đông y gia truyền. Cảm ơn. Rồi anh chị hình ảnh này nha. Sunny một đoạn clip ngắn thôi để chia sẻ với anh chị hình ảnh lễ hội ẩm thực những ngày cuối tuần, thì chúng ta cũng có thể ra đây để cùng thưởng thức những cái món ẩm thực. Thưởng thức những cái món ẩm thực, rồi cùng nhau dạo phố đi bộ Nguyễn Huệ nè, rồi vào cái mall Takashimaya. Rồi Sunny mến chào, mến chúc anh chị và các bạn luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống nha. Sunny rất là vui thực hiện các clip này để anh chị thấy hình ảnh Sài Gòn tháng cuối năm như thế nào. Trước mặt anh chị đó là kem bạch đàn. Rồi, Sunny tạm stop cái clip này ở đây nha anh chị. Cứ lưu luyến, cứ muốn là quay hoài cùng anh chị đi chơi, nhưng mà thôi Sunny cũng tạm stop cái clip này. Rồi, thân ái mến chào, hẹn gặp lại.